với ba yếu tố vị cố tình nói điều dối trá tôi đã cảm giác về điều đã nghe bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói với bốn yếu tố vị cố tình nói điều dối trá tôi đã nghe về điều đã thấy. Bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm. Với năm yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá. Tôi đã nghe về điều đã thấy bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi với sáu yếu tố vị cố tình nói điều dối trá tôi đã nghe về điều đã thấy bị phạm tội ba chi ti ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi đã diễn đạt điều khao khát với bảy yếu tố vị cố tình nói điều dối trá tôi đã nghe về điều đã thấy bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi đã diễn đạt điều khao khát đã diễn đạt ý định với ba yếu tố vị cố tình nói điều dối trá tôi đã nhận thức về điều đã nghe bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói với bốn yếu tố vị cố tình nói điều dối trá tôi đã nhận thức về điều đã nghe bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm với năm yếu tố vị cố tình nói điều dối trá tôi đã nhận thức về điều đã nghe bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi với sáu yếu tố vị cố tình nói điều dối trá tôi đã nhận thức về điều đã nghe, bị phạm tội ba chi ti -gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát. Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá tôi đã nhận thức về điều đã nghe bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi đã diễn đạt điều khao khát đã diễn đạt ý định với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá. Tôi đã thấy về điều đã nghe, bị phạm tội ba chi ti ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng, điều dối trá đã được ta nói. Với bốn yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá tôi đã thấy về điều đã nghe bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm với năm yếu tố vị cố tình nói điều dối trá tôi đã thấy về điều đã nghe bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi với sáu yếu tố vị cố tình nói điều dối trá tôi đã thấy về điều đã nghe bị phạm tội ba chi ti ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi đã diễn đạt điều khao khát với bảy yếu tố vị cố tình nói điều dối trá tôi đã thấy về điều đã nghe bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi đã diễn đạt điều khao khát đã diễn đạt ý định với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá. Tôi đã cảm giác và đã nhận thức về điều đã nghe. Bị phạm tội, ba chi ti gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng, điều dối trá đã được ta nói. Với bốn yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá. Tôi đã cảm giác và đã nhận thức về điều đã nghe. Bị phạm tội, ba chi ti gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng, điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm. Với năm yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá tôi đã cảm giác và đã nhận thức về điều đã nghe bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi với sáu yếu tố. Vị cố tình nói điều dối trá. Tôi đã cảm giác và đã nhận thức về điều đã nghe. Bị phạm tội ba chi ti ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi đã diễn đạt điều khao khát. Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã cảm giác và đã nhận thức về điều đã nghe, bị phạm tội ba chi ti ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng, điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã cảm giác và đã thấy về điều đã nghe, bị phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Với bốn yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã cảm giác và đã thấy về điều đã nghe, bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm. Với năm yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã cảm giác và đã thấy về điều đã nghe, bị phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng, điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi. Với sáu yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã cảm giác và đã thấy về điều đã nghe, bị phạm tội ba chitia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát. Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã cảm giác và đã thấy về điều đã nghe, bị phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã cảm giác, đã nhận thức và đã thấy về điều đã nghe, bị phạm tội ba gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Với bốn yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã cảm giác, đã nhận thức và đã thấy về điều đã nghe. Bị phạm tội, ba chi ti gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm. Với năm yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã cảm giác, đã nhận thức và đã thấy về điều đã nghe, bị phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi. Với sáu yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã cảm giác, đã nhận thức và đã thấy về điều đã nghe, bị phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát. Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã cảm giác, đã nhận thức và đã thấy về điều đã nghe. Bị phạm tội ba chi ti ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi đã diễn đạt điều khao khát đã diễn đạt ý định với ba yếu tố vị cố tình nói điều dối trá tôi đã nhận thức về điều đã cảm giác bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Với bốn yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá. Tôi đã nhận thức về điều đã cảm giác. Bị phạm tội Ba Chi Ti Gia ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm. Với năm yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã nhận thức về điều đã cảm giác, bị phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi Dưới sáu yếu tố vị cố tình nói điều dối trá tôi đã nhận thức về điều đã cảm giác bị phạm tội ba chi ti ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát. Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã nhận thức về điều đã cảm giác, bị phạm tội ba chi ti ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã thấy về điều đã cảm giác, bị phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị, Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Với bốn yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá. Tôi đã thấy về điều đã cảm giác bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm. Với năm yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã thấy về điều đã cảm giác, bị phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi. Với sáu yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã thấy về điều đã cảm giác, bị phạm tội ba chi ti ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát. Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã thấy về điều đã cảm giác, bị phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá. Tôi đã nghe về điều đã cảm giác, bị phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Với bốn yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá. Tôi đã nghe về điều đã cảm giác, bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm. Với năm yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã nghe về điều đã cảm giác, bị phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi. Với sáu yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã nghe về điều đã cảm giác, bị phạm tội ba chi ti ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát. Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá. Tôi đã nghe về điều đã cảm giác, bị phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi đã diễn đạt điều khao khát đã diễn đạt ý định với ba yếu tố vị cố tình nói điều dối trá tôi đã nhận thức và đã thấy về điều đã cảm giác bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Với bốn yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá. Tôi đã nhận thức và đã thấy về điều đã cảm giác. Bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm. Với năm yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã nhận thức và đã thấy về điều đã cảm giác, bị phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi. Với sáu yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã nhận thức và đã thấy về điều đã cảm giác, bị phạm tội ba chi ti ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá, trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát. Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã nhận thức và đã thấy về điều đã cảm giác, bị phạm tội ba chi ti ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi đã diễn đạt điều khao khát đã diễn đạt ý định với ba yếu tố vị cố tình nói điều dối trá tôi đã nhận thức và đã nghe về điều đã cảm giác. Bị phạm tội, ba chi ti gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng, điều dối trá đã được ta nói. Với bốn yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá. Tôi đã nhận thức và đã nghe về điều đã cảm giác bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm với năm yếu tố vị cố tình nói điều dối trá tôi đã nhận thức và đã nghe về điều đã cảm giác bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi với sáu yếu tố vị cố tình nói điều dối trá tôi đã nhận thức và đã nghe về điều đã cảm giác bị phạm tội ba chi ti ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi đã diễn đạt điều khao khát với bảy yếu tố vị cố tình nói điều dối trá Tôi đã nhận thức và đã nghe về điều đã cảm giác bị phạm tội Bachitiya ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định với ba yếu tố vị cố tình nói điều dối trá tôi đã nhận thức đã thấy và đã nghe về điều đã cảm giác bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói với bốn yếu tố vị cố tình nói điều dối trá. Tôi đã nhận thức, đã thấy và đã nghe về điều đã cảm giác. Bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm. Với năm yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá. Tôi đã nhận thức, đã thấy và đã nghe về điều đã cảm giác. Bị phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi với sáu yếu tố. Vị cố tình nói điều dối trá. Tôi đã nhận thức, đã thấy và đã nghe về điều đã cảm giác. Bị phạm tội ba chi ti ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát. Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã nhận thức, đã thấy và đã nghe về điều đã cảm giác, bị phạm tội ba chi ti ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng, điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá. Tôi đã thấy về điều đã nhận thức, bị phạm tội ba chi ti -gia ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Với bốn yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã thấy về điều đã nhận thức, bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm. Với năm yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã thấy về điều đã nhận thức, bị phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng, điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi. Với sáu yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã thấy về điều đã nhận thức, bị phạm tội ba chi ti ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá, trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát. Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã thấy về điều đã nhận thức, bị phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng, điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá. Tôi đã nghe về điều đã nhận thức, bị phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Với bốn yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã nghe về điều đã nhận thức, bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm. Với năm yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã nghe về điều đã nhận thức, bị phạm tội ba chi ti ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng, điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi. Với sáu yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã nghe về điều đã nhận thức, bị phạm tội ba chi ti ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá, trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát. Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá. Tôi đã nghe về điều đã nhận thức, bị phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng, điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá. Tôi đã cảm giác về điều đã nhận thức, bị phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Với bốn yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã cảm giác về điều đã nhận thức, bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm. Với năm yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã cảm giác về điều đã nhận thức, bị phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng, điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi. Dưới sáu yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã cảm giác về điều đã nhận thức, bị phạm tội ba ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá, trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát. Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã cảm giác về điều đã nhận thức, bị phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng, điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã thấy và đã nghe về điều đã nhận thức, bị phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Với bốn yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã thấy và đã nghe về điều đã nhận thức, bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng, điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm. Với năm yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã thấy và đã nghe về điều đã nhận thức, bị phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng, điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi. Với sáu yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã thấy và đã nghe về điều đã nhận thức, bị phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng, điều dối trá đã được ta nói. Đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát. Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã thấy và đã nghe về điều đã nhận thức, bị phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã thấy và đã cảm giác về điều đã nhận thức, bị phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói với bốn yếu tố vị cố tình nói điều dối trá tôi đã thấy và đã cảm giác về điều đã nhận thức bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm. Với năm yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã thấy và đã cảm giác về điều đã nhận thức, bị phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi. Với sáu yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã thấy và đã cảm giác về điều đã nhận thức, bị phạm tội ba chi ti ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát. Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá. Tôi đã thấy và đã cảm giác về điều đã nhận thức, bị phạm tội ba chi ti ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi đã diễn đạt điều khao khát đã diễn đạt ý định với ba yếu tố vị cố tình nói điều dối trá tôi đã thấy đã nghe và đã cảm giác về điều đã nhận thức bị phạm tội Gia, ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói với bốn yếu tố vị cố tình nói điều dối trá tôi đã thấy đã nghe và đã cảm giác về điều đã nhận thức bị phạm tội Gia, ưng ừ, đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm. Với năm yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, tôi đã thấy, đã nghe và đã cảm giác về điều đã nhận thức, bị phạm tội ba chi ti ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi với sáu yếu tố vị cố tình nói điều dối trá tôi đã thấy đã nghe và đã cảm giác về điều đã nhận thức bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi đã diễn đạt điều khao khát với bảy yếu tố vị cố tình nói điều dối trá tôi đã thấy đã nghe và đã cảm giác về điều đã nhận thức bị phạm tội ba chi ti ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi đã diễn đạt điều khao khát đã diễn đạt ý định